Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay lại kênh Sông Hoa Vlog nha. Thì cả nhà ơi, hiện tại giờ mình đang có mặt tại Củ Chi, mà cũng như là nơi đây là cũng khá là nhiều người đang mong đợi mình quay ở đây. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nơi bụi tre, nơi cái võng mọi người. Thì nói chung thì hôm nay thì ba anh em đi chung, nhưng mà hai người kia thì họ quay ở ngoài khu nghĩa địa. Một mình Tú vào cái nơi bụi tre này thì cũng bắn được thời gian khá là lâu rồi. Nếu mà tính từ lúc mà Tú rời khỏi Củ Chi thì về quê á, thì khoảng tầm 3 tháng. Mình không biết là bụi tre này như thế nào, và cũng như là những hiện tượng tâm linh đây còn mạnh hay là không. Thì cái việc mà mỗi lần trước mà Tú đến đây mà Tú cũng sửa hộp sữa rồi là đều bị uống hết, đều bị không biết là bằng cách nào mà sửa trong hộp bốc bay hết, mất hết. Thì hôm nay Tú cố tình mua luôn lẳng hai hộp thử cái thằng này cái thế nào. Mà hôm nay biết trời gió quá, biết có thắp đèn được hay không nữa, nó ngặt vậy đó. Nếu mà thắp đèn không được thì có lẽ thì Tú sẽ một là để đèn pin lại, hai là nữa là không biết thế nào nữa, bật lát lên. Bật lá chắc có thể thấy tại hôm nay trăng rất là sáng rồi nha, trăng tròn rất là sáng luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay là camera đạo đến cái bụi tre này, quay sơ bụi tre cho các bạn xem nha, rồi như thế nào rồi. Ok, đi thôi mọi người. Thì mọi người thấy nè, hôm nay mọi người thấy mặt trăng không, sáng thấy lạnh không, nó trăng tròn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô hàng rào này là vẫn như ngày nào, con này vô mất chui qua leo qua không à, leo qua thì B40 nó móc gách háng gách quần. Để kiếm cách lao vô coi, nguy hiểm quá trời ta. Cái này gá rồi, quăng cái bị ba lô bệnh trước thì bò qua cho nhanh, chứ leo nguy hiểm quá mọi người. Ấy trời ơi, móc rồi. Hiện nay mọi người thấy bộ tre không? Chưa đâu, còn hơi xa, chưa thấy được. Cái võng thì mất tiêu rồi cả nhà ơi, võng thì đã không còn nữa. Hình như là cái tập mình cuối cùng mình đi về quê là cái võng đã không còn nữa rồi. Nè, cái võng nè, mà nó cách nó một nát hết trơn luôn. Bên đây nửa cái, bên đây nửa cái. Gió là gió từ hướng trời. Gió từ hướng này nè mọi người, qua hướng này. Mà nếu mà mình thắp nến, thắp đèn ở phía bên đây á thì có lẽ sẽ bớt gió hơn, tại góc này sẽ hút gió. Con rắn nè, con đào cây mà thấy không? Có gì ghê quá. Thế lè. Ok, làm đại đây đi. Chứ gió quá làm sao giờ? Đặt đốt nến đây, đặt camera đây luôn, xem có gì không. Ok, bây giờ mình sẽ tạm tắt máy để
bài đồ cúng ra, như là bùa, rồi là nhang đèn. Cái nhà thì chung mình đã bài sẵn rồi nè, mày thấy không? Chỉ là hai cái đèn gió thôi, cái gió với lại hai hộp sữa và bùa và nhang thôi, đơn giản vậy thôi. Tại ở chung thì giờ này cũng khuya rồi, mình không có mua gì được nhiều, thì có gì làm nấy thôi ha. Ok, giờ mình sẽ đặt camera nha. Rồi ok mọi người ơi, thì mọi thứ mình đã làm sẵn sàng hết rồi nha. Thì bây giờ chỉ đến đó và thắp hương, thắp nến cũng như là khui hai hộp sữa, và khui hai hộp sữa và cũng như là đốt bùa lên nữa rồi mình có thể đi ra ngoài. Thì hôm nay không biết có gì hay không, thì giờ mình sẽ tiến hành cái nghi thức đi rồi tính sau cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắm hết gì cửa đây. Để mình coi coi đủ ánh sáng chưa. Ok, nói chung thì như vậy thì cũng có thể thấy đường. Rồi, nó đốt nhang đốt bùa nó là xong. Rồi ok, giờ mình sẽ đi ra ngoài nha nha. Rồi đi ra ngoài thôi. Rồi bây giờ mình có lẽ mình sẽ tạm tắt camera để mình leo qua khỏi hàng rào rồi nha. Người thấy không? Cái chỗ mà ánh đèn, chỗ bùa tre, người thấy bùa tre không? Nó chỗ cái đèn đó là cái chỗ đặt camera đó. Thì đây chỗ đó khoảng trên 50 mét. Ok, thì giờ mình sẽ chuyển camera bên kia và xíu nó khoảng 10 phút mình sẽ vô. Mình sẽ lấy cái điện thoại này mình đi ra ngoài.
Okay. Vậy vô mọi người. Mà thấy ánh đèn nó không? Đó. Thổi thổi chặt. Cái gió kéo cái chén. Ui. Ha sữa ngã rồi. Cái gió một cây cháy hết, một cây chưa cháy hết. Ok, mình sẽ tạm tắt camera phía dưới nha. Một cây cháy hết, một cây cháy hết. Ok, mình sẽ tạm tắt camera phía dưới nha. Hai hộp sữa này, một hộp bị, hai hộp bị ngã cho luôn mọi người. Cái đàn cây này thì còn. Cái đàn cây thì muốn hết luôn rồi nè. Thì mỗi lần mình cúng hộp sữa thì á, có hiện tượng hộp sữa ngã hay là gì đó thì hộp sữa sẽ sạch. Thì bây giờ mình sẽ coi thử cái thế nào nha. Ôi còn hộp này mình xin còn nguyên luôn mọi người. Nè, bóp thử nè, mình thấy hộp đó còn nguyên luôn. Ủa, nó hết rồi mọi người. Hết trơn luôn rồi. Con hộp này thôi. Kỳ vậy ta. Mỗi lần mình cúng một hộp nó cũng uống, nó cũng mất, nó cũng hết một hộp. Lại mình cúng hai hộp cũng hết một hộp. Lạ thiệt ha. Ok. Thì không biết như thế nào nữa. Thì có lẽ về sẽ coi lại mới được sao kỹ là nó như thế nào được. Thấy nó, tại vì mình thấy mình làm những, mình quay clip ở Buôn Tre này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thấy nhiều lần nào có hiện tượng cả. Thì mình nghĩ lần này chắc chắn sẽ có, nhưng mà không biết như thế nào thôi. Nhà hộp sữa này nè, sạch bon luôn, còn nước mới có đổ không ta. Mà sao hộp sữa này cũng ngã mà tại sao nó không có đổ, nó còn nguyên sao ta, ngộ thiệt. Ok, thì cái nhà thì nói chung thì mình cũng chưa biết như thế nào. Có lẽ mình sẽ về xem lại video và mình sẽ, nếu mà mình thấy hiện tượng gì mình sẽ zoom gần các bạn xem như thế nào nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì rất vui mọi người được ủng hộ mình ha. Thì mọi thắc mắc hãy liên hệ với mình số điện thoại ở phía phần mô tả, hoặc là Zalo, Facebook đều ở dưới phần mô tả nha cả nhà. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một lúc gần nhất ba người nhé.